sáu bảy năm một hai. Hello nhá, xin chào tất cả các bác nhá. Hôm nay thì em có đón bác ở đâu nhỉ? Anh ở đâu nhỉ? Sóc Sơn, Hà Nội, khoảng hơn 100 cây đến quê hương thành phố Hưng Yên chúng em. Ở bộ cao cây này trị giá là 16 triệu thì bác ấy đến đây bớt cho bác đi nọc. Cũng khá là hay. Nói loa DK này nếu mà để hát thì rất là tuyệt vời. Lên 1 2 3 4 5 6 7. Bác ấy không dùng được vang số nên là em ghép vang cơ cho bác ấy hát hò bình thường thôi. Bộ này là 16 triệu thôi nhé, để các bác cùng tham khảo. Bác có hát không? Làm bài đang dí mic. Lên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ở đây có phải đúng 100 này các bác nhé, 100 biết chọn. Đây 140. Em đang đứng khá là gần loa nhưng mà mic không hề hú rít các bác nhé. Đây có hai bác này làm chứng. Đúng không bác? Đang đứng rất gần loa, đang bật mic. Lên 1 2 5 6 7. Ok các bác nhé, em cũng review qua thôi. Bây giờ là tập trung vào chuyên môn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.